Vâng, kính thưa quý cô bác tuổi ất tỵ sinh năm 1965 thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàng thử thách, trông gai, muôn trùng khó khăn, mỏi mệt, sẽ có lắm lúc tiền ta không có, mà tình ta cũng không một người ở bên, sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước, sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời, trôi nổi chẳng ngày mai, thả hồn đi lạc lối, gặp khó rồi chán nản, là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới ai ai cũng cầu mong, Vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật gì, tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người thì cũng dư giả đủ đầy. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cho quý cô bác tuổi Ất Tỵ 1965 biết đến một bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình. Đúng tháng 12 âm lịch này, từ giờ đến cuối năm Ất Tỵ tuổi này, nếu theo dõi hết vận trình và có hướng đi đúng đắn thì chắc chắn quý vị sẽ có của ăn của để, sống giàu sang hạnh phúc, dù trước đây có vất vả khó khăn nợ nần bao nhiêu thì tháng này cũng sẽ là lúc cho bản mệnh, rũ bỏ được sạch sẽ những điều khó khăn vận hạn đó và không để cho quý vị đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video quý vị nhé. Hé lộ chuẩn nhất, vận số ất tỵ 1965, cuối năm còn lại gì, phát lộc phát tài hay bán sạch cửa nhà? Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Cô bác hãy cùng nhìn lại cuộc đời tính cách của mình xem, liệu bản thân mình đã trải qua những điều như vậy chưa? Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cầm tinh con rắn, bao gồm những người sinh từ ngày 1 tháng 2 năm 1965 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 1966. Theo lịch dương, kết hợp giữa thiên can Ất và địa chi Tỵ, mang ý nghĩa xuất huyệt chi xả, rắn rời hang. Mệnh chủ ất tỵ sinh năm 1965 mang mệnh hỏa, phú đăng hỏa, lửa đèn to. Khi nói đến con rắn trong văn hóa phương Đông, nhiều người thường liên tưởng tới một sinh vật đầy bí ẩn và quyến rũ. Tuy con rắn thường được hình dung là đáng sợ và tráng lệ, nhưng những người sinh dưới dấu hiệu này lại sở hữu những đặc điểm phức tạp và đa chiều, dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng và đôi khi tách biệt với thế giới. Người tuổi ất tỵ ẩn giấu một trái tim mềm mại, nhạy cảm và đầy đam mê, Họ không chỉ dễ dàng đắm chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc của mình, mà còn nắm bắt và hiểu rõ những điều xung quanh họ. Một đặc điểm đáng chú ý của người tuổi Ất Tỵ là sự quyết đoán, với sự nhận định sắc bén và tư duy logic, họ luôn biết mình muốn gì và làm mọi cách để đạt được mục tiêu. Sự kiên trì và quyết tâm giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thách thức. Không chỉ sở hữu trí thông minh và lối suy nghĩ logic, những người Ất Tỵ còn có gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng sáng tạo xuất sắc. Điều này giúp họ tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế. Khi nhìn vào nam tuổi Ất Tỵ, chúng ta sẽ thấy một bức tranh phức tạp của sự bí ẩn, kiệm lời và tự lập. Họ thường tỏ ra không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, nhưng lại luôn nhận biết rõ ràng về bản thân mình. Nam tuổi Ất Tỵ đặc biệt coi trọng lòng tự trọng và không thích phụ thuộc vào người khác. Họ luôn tự mình tìm ra lời giải cho mọi vấn đề và không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác. Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn khi làm việc nhóm hoặc trao đổi ý kiến nhưng lại giúp họ phát triển khả năng tự lập và tự quyết. Khi nhắc đến những bóng hồng sinh năm 1965 tuổi ất tỵ, điều đầu tiên mọi người thường nhận biết là vẻ ngoại hình bình tĩnh và tự tin của họ dưới ánh mắt của đại chúng. Họ dường như luôn giữ phong độ, ứng phó một cách thông thả và chắc chắn trước những thử thách và áp lực cuộc sống mang lại, không bao giờ để lộ dấu hiệu nản lòng hay vội vàng. Tuy nhiên, người ngoài chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm, Bên dưới vẻ bề ngoài bình yên ấy là sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, là những giấc mơ và mục tiêu rõ ràng mà họ đang theo đuổi. Đối với nữ giới tuổi ất tỵ, thẩm mỹ và vẻ đẹp là một phần không thể tách rời, họ sở hữu một gu thời trang sắc sảo, yêu thích sự lấp lánh, rực rỡ và không tiếc chi trả để có được những thứ mình yêu thích, mặc dù thế, điều này đôi khi khiến họ khá cầu thả trong việc quản lý tài chính. Nhìn lại quá trình phát triển sự nghiệp của những người tuổi ất tỵ, có thể thấy rằng họ trải qua nhiều thăng trầm trong giai đoạn trẻ thơ, tuy nhiên, khi bước qua tuổi 30, họ bắt đầu thấy ổn định, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ và danh tiếng của họ cũng ngày một vững chãi trong xã hội. Cuộc sống của họ từ đó trở nên sung túc, đầy đủ và gia đình luôn là nơi yên bình, không còn những bão táp hay khó khăn. Trong bức tranh tình yêu của 12 con giáp, người tuổi Ất Tỵ thực sự như những cô dâu, chú rể may mắn, dường như họ luôn gặp may mắn trên con đường tình duyên ít phải trải qua những giây phút đau khổ hay mất mát. Tuy nhiên, tình yêu của họ cũng không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Cụ thể, những người sinh vào tháng 1, 2 và 3 âm lịch có thể phải trải qua 3 mối tình. Những người sinh vào tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch có khả năng gặp hai lần thay đổi tình duyên. Còn những ai sinh vào tháng 1, 5 và 12 âm lịch thường có một cuộc sống hôn nhân đẹp bên cạnh một người bạn đời lý tưởng. Màu sắc thuộc hành hỏa như đỏ rực, cam sảng khoái hồng dịu dàng hay tím quý phái đều rất phù hợp và hợp mệnh với người sinh năm Ất Tỵ 1965. Khi áp dụng những màu sắc này vào trang phục hoặc không gian sống, người tuổi Ất Tỵ sẽ thu hút nhiều năng lượng tích cực, may mắn và thịnh vượng. Ngoài ra, màu xanh nõn chuối mắc mắt và xanh lá cây tươi mát từ hệ mộc cũng giúp cân bằng và tăng cường vượng khí cho người mệnh hỏa, đặc biệt là những người sinh năm 1965. Màu vàng óng ánh, trắng tinh khôi và bạc lấp lánh thuộc hệ kim đều không phù hợp cho tuổi Ất Tỵ 1965, sử dụng những màu sắc này có thể gây ra nhiều trở ngại và xui xẻo. Thêm vào đó, màu xanh dương sâu thẳm, xanh da trời mênh mông hay xanh biển bí ẩn thuộc hệ thủy cũng nên tránh xa, bởi chúng tạo ra sự khắc chế với mệnh hỏa và ảnh hưởng đến vận may của người sinh năm Ất Tỵ. Dựa trên lời khuyên từ các chuyên gia tử vi, người sinh năm 1965 sẽ rất hợp với những người tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu và Giáp Thìn. Khi hai người thuộc những tuổi này kết hợp, họ sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc, sung túc và đẹp đẽ. Trong lĩnh vực kinh doanh và làm ăn, việc lựa chọn đối tác hợp mệnh cũng rất quan trọng, nhất là đối với người sinh năm 1965, để đảm bảo mọi thương vụ diễn ra suôn sẻ, người sinh năm 1965 nên hợp tác với những người tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất và Quý Sửu. Trái lại, việc kết hợp với những người kỵ tuổi có thể mang lại nhiều trắc trở, khó khăn, thậm chí dẫn tới thất bại diễn tiến tử vi từng năm tuổi ất tỵ 1965 năm mạng. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, tình duyên vô cùng thuận lợi vào năm 20 tuổi, sang năm 21 tuổi và 22 tuổi, có nhiều triển vọng trong công việc. Đến năm 24 tuổi và 25 tuổi, cần cẩn trọng trong đường công danh và tiền của tháng 10 năm 25 tuổi, có hạng nhẹ phải chú ý hơn kẻo rước họa vào thân. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi, Gặt hái được nhiều thành công vang dội trong công danh và sự nghiệp, sang năm 27 tuổi và 28 tuổi, kỵ xuất hành đi xa và hợp tác thực hiện các dự án lớn, đến năm 20 tuổi và 30 tuổi, mọi chuyện đều ổn, tài vận và chuyện tình cảm ở mức trung bình. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi, cuộc sống không có thay đổi gì nhiều, năm 32 tuổi và 33 tuổi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm đau, bệnh tật, hao tốn tiền tài năm 34 tuổi và 35 tuổi, công việc gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công danh tài vận rộng mở sáng lạn vào năm 36 tuổi, sang năm 37 tuổi và 38 tuổi, mọi chuyện đều ổn. Từ công danh, tài vận đến chuyện công việc và tình cảm, đến năm 39 tuổi và 40 tuổi, công danh tài vận có nhiều bước tiến vượt bậc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, cần hết sức thận trọng trong công việc, gia đình có chút phiền muộn, lo âu, năm 42 tuổi và 43 tuổi, được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống, năm 44 tuổi và 45 tuổi, công danh tài vận như ý, nên xuất hành đi xa sẽ thu được nhiều thành quả bất ngờ. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi việc đều bình ổn vào những năm này, từ chuyện công việc đến gia đạo. Không có biến cố nào lớn xảy đến với cuộc đời ất tị nam mạng. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, vào những năm này, không nên quan tâm quá nhiều đến chuyện công việc, mà hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình, con cái, ngoại trừ năm 52 tuổi có vận may song hành, những năm còn lại cần thận trọng trong mọi việc. Từ năm 56 tuổi đến năm 66 tuổi, những năm này được thành thơi an hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ điều gì, nếu hành thiện tích đức được nhiều, vào năm 62 tuổi sẽ được gia tăng tuổi thọ diễn tiến tử từ vi từng năm tuổi ất tỵ 1965 nữ mạng. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, vào những năm này, mọi việc đều bình thường từ chuyện công việc đến tình cảm và cuộc sống. Tuy nhiên nữ mạng ất tỵ phải hết sức thận trọng trong giao thương để tránh thất bại, thu lỗ hay bị lừa gạt. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, công việc tiến triển, cuộc sống bền vững, no đủ vào những năm này. Tuy vậy, bạn cần phải nhẫn nhục chịu đựng, bình tĩnh nhìn nhận mọi việc thật kỹ lưỡng, nếu không sẽ rước họa vào thân. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, có nhiều triển vọng tốt đẹp cho công danh và sự nghiệp vào giai đoạn này, cuộc sống ngày càng dư giả, nhưng phải chú ý nhiều hơn đến giao thương tài chính. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, vào những năm này, tài vận và công danh gặp nhiều hay đẹp, nên tận dụng hết cơ hội và khả năng của bản thân trong chuyện công việc, sẽ thu được những thành quả bất ngờ. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, Đường tài vận vô cùng sáng sủa vào khoảng thời gian này, nếu nhận thức đúng đắn mọi vấn đề thì sự nghiệp sẽ nhanh chóng được hoàn thành, cuộc sống đạt đến đỉnh cao. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, gia đình hòa thuận, yên vui, cuộc sống tràn ngập sự tốt đẹp, nhưng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe vào giai đoạn này, tiền tài có thể đến bất ngờ. Xem tử vi chọn đời từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài vận và chuyện công việc ở mức khá, vào khoảng thời gian này, sức khỏe suy giảm cần đề phòng ốm đau, bệnh tật, không nên chủ quan với những căn bệnh nhẹ, nếu không về sau sẽ gây nhiều biến chứng. Ngay sau đây, xin mời quý tín chủ tuổi Ất Tỵ 1965 đến với vận trình tử vi chi tiết của mình, tháng 12 đến Tết Nguyên đán này trên các phương diện của cuộc đời. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Ất Tỵ âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2023 sẽ kết thúc một cách khá tốt đẹp đối với người tuổi Ất Tỵ, nhờ các tin tác động cũng như nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn mà mọi việc đều hoàn thành đúng dự kiến, thậm chí gặt hái được nhiều thành công bất ngờ. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy con giáp này phát huy được năng lực của mình, hoàn toàn có thể là người dẫn đầu xu hướng, hoặc đứng ra chỉ dẫn cho tập thể con đường phát triển sắp tới, chính nhờ vậy, bạn có thể gây ấn tượng cho cấp trên, củng cố địa vị của mình, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Trên phương diện tài lộc, bạn có một khoản thưởng khá dư giả khi hoàn thành các dự án, hợp đồng với đối tác. Người làm kinh tế cũng có thể tìm ra lối đi riêng, đem lại khoản lợi nhuận cực kỳ đáng mong chờ. Tuy nhiên, tháng này bạn sẽ khá tốn tiền cho các khoản mua bán sắm sửa, tân trang cho bản thân đấy. Phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tích cực. Bạn chú ý đến ngoại hình của mình hơn, nên có thể dễ dàng tạo ấn tượng tốt cho bạn bè khác giới. Chỉ cần nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thì bạn sẽ tìm ra người chân thành và phù hợp với mình. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Chúc mừng người tuổi Ất Tỵ, vì bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng trên phương diện sự nghiệp trong thời điểm tháng 12 âm lịch này, những cống hiến của bạn được lãnh đạo đánh giá cao và dành cho những phần thưởng xứng đáng. Thời điểm này, nhờ có tam hợp chỉ đường dẫn lối, bạn biết được điểm mạnh của mình là gì và phát huy đúng lúc, nhờ vậy mà bạn làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả, khiến đồng nghiệp xung quanh khâm phục, chắc chắn sẽ không có ai dị nghị gì về những lời có cánh mà cấp trên dành cho bạn đáng mừng hơn nữa là bạn đã tự tin vào bản thân hơn rất nhiều bản mệnh không chỉ dám nói lên suy nghĩ quan điểm của mình mà còn có thể là người đứng ra chịu trách nhiệm dẫn dắt mọi người hướng đến mục tiêu chung dưới sự lãnh đạo của bạn mọi người đồng tâm hiệp lực việc khó đến đâu cũng có thể giải quyết gọn gàng người làm lãnh đạo cũng sẽ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới bạn nghiêm túc đặt ra những yêu cầu cao nhưng cũng hết sức quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác nhờ vậy mà bạn đưa ra được những quyết định chính xác nhưng không hề mang tính áp đặt. Xét về phương diện tài lộc, tiền bạc. Tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Ất Tỵ âm địch thấy rằng phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ có những bước phát triển đáng kể trong tháng 12 này. Bạn làm trên lĩnh vực nào cũng kiếm được một khoản lương, thưởng, lời lãi dư giả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên chắc chắn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, hoa hồng, thưởng Tết, thậm chí một số người còn được thăng chức, tăng lương, đảm bảo mức thu nhập cao hơn từ nay về sau. Người làm lãnh đạo hướng tập thể tới con đường đúng đắn, nên bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người tin tưởng và đi theo mình. Với người làm ăn kinh doanh, tháng Tết hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng, dù ất tị phải bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng đổi lại tiền bạc cũng sẽ chảy ào ào vào túi. Bạn có thể thử nhập thêm những mặt hàng mới, rất có thể sẽ thu hút thêm được nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, Tháng này có Nguyệt lệnh Mộc dục tác động, nên bản mệnh cũng sẽ phải chi phí khá nhiều cho các hoạt động mua bán, tân trang nhà cửa và bản thân. Tết một năm mới có một lần, bạn có thể cho phép bản thân xả láng một chút, song cũng phải có mức độ nhất định, nếu không thì tiền nhiều mấy cũng sẽ tiêu hết. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, nhiều các tinh đồng thời soi chiếu giúp cho vận trình tình cảm của người tuổi Ất Tỵ phát triển rực rỡ trong những ngày tháng cuối năm này, vận đào hoa nở rộ sẽ giúp người độc thân nhận được sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Thời điểm này, bạn đã chú ý hơn đến ngoại hình của mình, nên đi tới đâu cũng được mọi người chú ý, hơn nữa, bạn lại là người có tài, tự tin nên dễ dàng khiến các đối tượng khác giới rung động, người thân, bạn bè có thể giới thiệu cho bạn một vài đối tượng khá triển vọng để làm quen. Song bạn cũng có thể tình cờ gặp được người ưng ý ở một buổi giao lưu, tụ tập nào đó, hãy thử trò chuyện và giữ liên lạc với người bạn có thiện cảm, rất có thể đó là người sinh ra để dành cho bạn đấy. Tuy nhiên, bạn hãy nhắc nhở bản thân chân thành trong các mối quan hệ, chớ nghĩ tới việc bắt cá hai tay kẻo tự làm hỏng những điều tốt đẹp vận mệnh mang tới cho mình. Hãy nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì mới xây dựng được quan hệ lâu bền với người khác. Với người có đôi có cặp, bạn biết hài lòng với những gì mình đang có và rất trân trọng nửa kia của mình, hai người có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau để trò chuyện, chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới, nếu có vấn đề gì xảy ra, hai người hãy nhớ trao đổi với nhau, chỉ cần vợ chồng đồng tâm hiệp lực thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Xét về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi ất Tỵ âm lịch, dù mọi phương diện cuộc sống đều khá tốt đẹp, song sức khỏe của người tuổi ất tỵ lại không mấy lạc quan trong thời điểm này. Có thể bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên để ý đến việc nghỉ ngơi, khiến cơ thể mệt mỏi. Ngoài ra, nếu có việc cần xuất hành đi xa, bạn cần hết sức cẩn thận khi di chuyển trên đường, nếu không dễ gặp phải những sự cố đáng tiếc. Nếu thấy cơ thể mệt mỏi, bạn cũng nên đi kiểm tra để khám chữa ngay, đừng để bệnh trở nặng khiến việc chữa chạy càng thêm phức tạp, thậm chí phải động dao kéo. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết hai tuần đầu tháng và hai tuần cuối tháng, cùng cẩm năng vượng vận của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tử vi hai tuần đầu tháng. Con giáp tuổi Ất Tỵ có phần chủ quan, khi cuộc sống của mình khá êm đềm trôi qua mỗi ngày, trước khi đưa ra quyết định chính xác, bạn cần tỉnh táo đánh giá được và nhược điểm cụ thể của vấn đề, bạn sẽ học hỏi thêm được kinh nghiệm và kỹ năng từ người khác, sự bao dung yêu thương của người ấy giúp tuổi ất tỵ cảm nhận được hạnh phúc một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là thời gian này bạn không cần nhiều tham vọng hay đòi hỏi quá nhiều, bạn đơn giản chỉ là muốn cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Tình hình tài chính của tuổi ất tỵ có vẻ thuận lợi hơn trước, tuy nhiên, để tránh rủi ro về tài chính và nợ nần, tốt nhất là không nên mở rộng thị trường làm ăn, cứ tập trung làm tốt những gì đang có sẵn. Sao tử vi thu hút tài lộc cho tuổi ất tỵ trong hai tuần đầu tháng này? thế nên dự đoán tình hình tài chính thời gian này tích cực, bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc đầu tư, làm ăn hoặc kinh doanh. Quý nhân, ngọ, hợi, tiểu nhân, dậu, thìn, màu sắc may mắn, tím, hồng. Tử vi hai tuần cuối tháng Tử vi cát tinh giúp tuổi ất tỵ phấn khởi và may mắn hơn hẳn trong hai tuần cuối tháng. Bạn có thể làm được nhiều việc nằm ngoài dự đoán của bản thân trước đó. Thời điểm này đối với bạn mà nói thực sự rất thú vị. Ất Tỵ có thể phải đối mặt với việc lựa chọn nhiều dự án khác nhau, thậm chí là vấn đề thuyên chuyển, thăng chức, nhưng xin đừng lo lắng, hãy cứ làm theo cảm xúc của mình, bởi vì theo vận may của hai tuần cuối tháng này, miễn là Ất Tỵ sẵn sàng làm việc chăm chỉ và dũng cảm chấp nhận rủi ro, mọi nỗ lực khó khăn của bạn cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái. Tuần cuối cùng là tuần vượng tài nhất của tuổi Ất Tỵ, nhờ có Tam hợp cục chỉ đường, nếu muốn mua nhà, mua xe hoặc đầu tư thì bạn nên chọn ngày đẹp này. Đừng nghe những thông tin không rõ ràng, miễn là bạn giảm bớt lòng tham thì có thể tránh được việc mất tiền, càng về thời điểm cuối thì con giáp này càng phải tiêu nhiều tiền, nhưng may mắn là bạn vẫn kiếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân. Về tình cảm, với các thành viên trong gia đình hoặc người yêu, nếu xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tận dụng tuần này để thể hiện thiện chí làm lành với đối phương. Các bạn trẻ còn cô đơn sẽ có cơ hội gặp được người mình thích, gần gũi, hiểu nhau hơn và có sự phát triển tốt đẹp trong tương lai quý nhân, tuất, thìn, tiểu nhân, hợi, dần, màu sắc may mắn, cam, đen. Phật bản mệnh hay còn được gọi là Phật độ mệnh, Phật hộ thân hay Phật bình an là gồm có 8 vị Phật làm tôn chủ quản lý con giáp. Mỗi con giáp đều có một Phật bản mệnh cho riêng mình. Và người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 cũng vậy. Vậy Phật bản mệnh của người tuổi này là ai? Cần lưu ý gì khi sử dụng Phật bản mệnh? Dưới đây là một số thông tin hữu ích dành cho bạn mặt Phật bản mệnh dành cho tuổi Ất Tỵ là Phật phổ hiền Bồ Tát, ngài là biểu tượng có sức mạnh trí tuệ, sự kiên trì, bền bỉ vượt qua thử thách, nên Phật sẽ độ mệnh cho những người chuẩn bị thi cử, khởi nghiệp được suôn sẻ. Phật phổ hiền ngồi trên lưng voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho trí tuệ vừa qua thử thách, sáu ngày tượng trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Một tay cầm nhành sen biểu tượng cho sự tinh khiết, một tay mang gậy như ý biểu tượng cho vạn sự như ý. Đeo Phật bản mệnh sẽ giúp người tuổi ất tỵ hộ thân, Phật bản mệnh là vị Phật sẽ đi theo bạn để phụ hộ và độ trì cho bạn trên suốt chặng đường đời. Khi đeo mặt Phật luôn ẩn chứa niềm tin và sự tin cậy của bạn trong đó, mong muốn giữ Phật bên mình đời đời bình an. Công việc và tài chính Phật bên bạn độ trì cho bạc để tránh tiểu nhân hãm hại. Nếu có khó khăn thì có thể vượt qua, hướng đến sự nghiệp phát triển hơn, con đường rộng mở và tốt lành hơn. Học tập Giúp khai mở trí tuệ, nhớ được lâu hơn, học hành tốt đẹp, thi cử thành công, tương lai mở rộng. Sức khỏe. Sản phẩm chất liệu bằng bạc thái hay đá tự nhiên sẽ luôn tốt cho người đeo, giúp tăng nguồn năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Tình duyên. Nhiều người chọn đeo Phật bản mệnh để hóa giải lận đận về đường tình duyên, với ai có gia đình thì mong muốn gia đình được bảo vệ, tránh những điều không tốt. Một số điểm cần lưu ý khi đeo Phật hộ mệnh dành cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 như sau. Khi vợ chồng gần gũi thì nên tháo bản mệnh Phật xuống cất đi, nếu làm mất hoặc rơi vỡ Hỏng bản mệnh Phật thì cũng không nên lo lắng thái quá, vì có thể vật hộ thân cản tai họa cho bạn, khi tắm nên tháo bản mệnh Phật xuống, đặt ở nơi cố định. Nếu đeo bản mệnh Phật trong thời gian dài, hình đã bị mòn cũ thì nên đổi cái mới, để tránh mất đi tác dụng bảo hộ, đồng thời dễ bị hư hỏng, mất mát, khiến người đeo cảm thấy lo lắng, không nên cho người lạ chạm vào bản mệnh Phật, sau một thời gian sử dụng, bản mệnh Phật có thể bị nhiễm bụi, bẩn, nên dùng nước sạch hoặc nước có pha phấn đàn hương và khăn bông làm vệ sinh sạch sẽ chư Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, mang theo bản mệnh Phật bên mình thì công đức vô lượng, tăng cường phong thủy, không chỉ mang tới cho mình may mắn, phúc lành mà còn kết thiện duyên và quan trọng hơn cả là mang Phật bên người, thì hãy có Phật trong tâm, tránh ác hành thiện là loại phong thủy tốt nhất. Thưa quý cô bác thân mến, qua mỗi video chúng tôi luôn muốn gửi gắm đến quý cô bác một điều gì đó để giúp cô bác tốt hơn, cô bác cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và nghe theo lời Phật dạy năm cách xử thế thông minh, tâm an tĩnh, sống an nhiên, lời Phật dạy về năm cách ứng xử thông minh, khôn khéo, giúp con người nắm được cốt lõi của việc sống an nhiên, bình lặng. Đối nhân xử thế không chỉ nằm ở lời nói thốt ra từ miệng, đó còn là cách hành xử đối với người và sự việc nào đó, người biết cách đối nhân xử thế khôn khéo, không chỉ tránh xa thị phi, được lòng thiên hạ, mà còn sống cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa, dưới đây là năm cách Phật dạy về xử thế thông minh, ai cũng nên học để tâm an tĩnh sống an nhiên. Một, chớ vui đùa quá chớn. Vui đùa quá chớn có thể mang đến tai họa cho người khác hoặc cho chính bản thân mình. Những câu nói đùa tưởng như vô thưởng vô phạt. Nhưng cuộc sống này chính người mười ý, đôi khi câu nói đùa lại dễ bị hiểu lầm, thậm chí còn bị coi như câu xúc phạm, nhục mạ, coi thường, tai bay vạ gió cũng từ đó mà ra. Người hiểu ta thì còn đỡ, người không hiểu lại thành ra lời mình có ý xấu, bỗng chốc mình bị mất điểm trong mắt mọi người xung quanh hai sống thật tốt ngày hôm nay ngày hôm qua đã là quá khứ ngày mai còn chưa tới chỉ có ngày hôm nay là đáng kể thôi ngày hôm nay là hiện tại đừng đắm chìm trong quá khứ đừng lo nghĩ viển vông về tương lai hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay sống thật ý nghĩa và có giá trị đó chính là tài sản bạn tích lũy được cho tương lai chẳng ai biết được trước tương lai ngày mai giàu sang phú quý hay kiệt quệ bần hàn những khổ đau của ngày hôm nay chớ để sang ngày mai hãy sống cho ra sống Sống hết mình như ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn nhé. 3. Đã tán gẫu thì đừng nói hết chuyện trong lòng. Tác giả Trung Quốc Thư Nghi từng viết, dù là bố mẹ bạn hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc bạn cả đời, sớm muộn gì bạn cũng phải đối mặt với tất cả, trước mặt người khác, bạn chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan của mình, lòng người là thứ khó dò, khó đoán nhất trên đời này, vì thế chớ dạy đem hết tâm tư của mình phơi bày ra cho người khác coi, hãy giữ lại cho riêng mình bởi bạn làm sao biết được người nghe sẽ dùng bí mật của bạn để làm gì, có tiền sau lưng một đám đệ, không tiền đường nào cũng khó đi. Ở thế kỷ trước Nguyễn Bình Khiêm từng than thở, còn bạc còn tiền còn huynh đệ, hết cơm hết rượu hết ông tôi, câu nói này cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tiền dùng đúng cách, tiền hiền như Phật, bạc sai lầm, bạc ác hơn ma, tiền bạc là một trong những công cụ thiết yếu để xây dựng các mối quan hệ xã hội, giúp cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng nhiều khi, độ thân thiết của các mối quan hệ lại được đong đếm bằng khối lượng tài sản tiền bạc chỉ khi trong người không còn xu dính túi bạn mới thấy rõ lòng người đàn ông xem cổ tay phụ nữ nhìn khuôn mặt người xưa có câu tướng đàn bà con gái thường hiển lộ tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng có nghĩa là vận mệnh người đàn bà có thể dễ dàng nhìn thấy từ vẻ bề ngoài điển hình nhất chính là từ khuôn mặt cách ăn nói thế nhưng tướng đàn ông lại vô cùng khó đoán muốn biết tâm can số phận người đàn ông thì cần nhìn vào cổ tay họ nhìn càng kỹ, luận càng sâu. Vậy là xem đến đây, cô bác đã biết được hé lộ chuẩn nhất vận số ất tỵ 1965, cuối năm còn lại gì, phát lộc phát tài hay bán sạch cửa nhà. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận trình tổng quan của mình, để từ đó có kế hoạch cụ thể. Như vậy thì may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều may mắn. Quý vị nếu thấy video hay và hữu ích, Hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like, ấn đăng ký kênh và nhấp vào tín hiệu quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi mỗi ngày. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.